Quý vị biết rằng là nhiều bài chia sẻ Phật pháp của những đức mà quý vị tin rằng giống như người ta đang té xuống đó mà nắm tay gịch ta lên, mà ta gặp những đức mà ta mừng không tưởng tượng được. Bao nhiêu người nhắn tin nói rằng là đúng ra là con chết, khổ đau mà đến mức mà gọi là sống như chết, vì mà nhờ những bài chia sẻ Phật pháp của thầy vớt con lên. Vậy mà thầy dìu con xuống chiếc thuyền Bát Nhã, có tự tại chưa? Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Con là một con người mê hoặc điên đảo trong cái sự khổ đau u ám chằng chọc của cõi ta bà này, chịu đựng nằm ở trong tham sân si ngũ dục lục trần bao phủ con lại. Bao nhiêu tâm tạng này thầy cứ nghĩ đi, thì khổ đau thì cỡ nào chú thầy. Vậy mà thầy đã dùng thanh kiếm của Phật A-di-đà mà chém cái màn vô minh văng qua bên. Văn tự về quá gần gũi đó quý vị à, dùng thanh kiếm của Phật A-di-đà để chém một cái xẻ. Vậy mà ngũ dục lục trần tham sân si văng qua bên, con từ trong đó chui ra. Vậy mà con chui ra nó còn kẹp hai cái chân con lại. Thầy quá từ bi, thầy không bỏ con, thầy đã đưa đôi tay bé bỏng của thầy á, nắm con gịch kia. Cuối cùng con đã đứng lên được thầy ơi thầy. Hiểu không? Rồi mày thấy chưa? Từ nơi đó nên mỗi một con người chúng ta, mặc dù văn tự sao không biết mà ta mắc cười là thấy ngon ấy quý vị. Nó nên hồi sáng gặp cái bà đó, bà ở đâu ở chắc là đau vậy, bà đến mà ngộ lắm, tóc tai bùm xùm, bà uống cái kiểu tóc gì đâu mà ngộ tới cái tóc đâu uống thì biết sao bùm xùm thôi, còn bà chơi luôn phía trước bùm xùm, bà chơi tóc dài mà uống hết chân bùm xùm, xong bà mới kẹp ngược lên, bà đưa nguyên cái chót tóc ở phía trước, bà xỏ xuống gì rồi bà đi vô bà gặp mình. Từ xa mình đã thấy bà rồi, trong lòng mình nói chắc đây là nhân vật không tầm thường, sao mà đi vô kênh thấy ghê vậy chàng. Bà đi còn khoảng 3 thước nữa bà không đi nữa, bà đứng bà nhìn, nói chắc bà đang canh cái gì đó. Nguy hiểm. Tự nhiên vị biết rằng tự nhiên bà bắt từ xa 3-4 thước bà làm nè, thôi thôi bà làm gì mà bà đứng chỗ đó bà làm gì, bà đứng giống như khi chậm như vậy, thôi thôi. Xong nhà đức nói bà đứng im với cho tôi nghe, làm gì mà thấy ghê, lỡ đây đại mà làm gì, mà đứng ở chỗ mà làm gì kỳ cục, làm hơn là phim chậm nó tự nhiên đứng đằng đó 3-4 thứ, lỡ đây đại mà kêu gì mà làm, mà đứng mà làm thai thai. Mấy cô mình cũng kinh khủng, mấy bà thấy bà sợ, nó sợ cái bà này thấy ghê quá, ngự cõi nào xuống kỳ cục quá. Ừ mà gương mặt bà thì khúc này thì nó trắng, khúc này thì nó đen, biết bả làm cái nghề gì mà kỳ cục. Chứ tướng nhưng mà đi đánh banh gì đen thui vậy. Ừ mà hồi đó giờ mới thấy Phật tử nào mà tự nhiên lỡ mà gặp mình mà ngộ ghê. Còn quần bả bạn thì bả xé mấy lỗ cái chân cái ống mình, bởi vì mình thấy lạ, mình nói chắc tôi thấy đây là chắc là người cõi trên xuống thử thách thôi. Xong bà đứng con chỗ bà cứ kêu bà làm thôi thôi, bà kêu chú Nhật Đức nói đứng im, vợ đang nói kêu hoài kêu làm gì mà đứng kêu im cho tôi tiếp, Phật tử kiếm chút định tiền mua bánh ăn coi, kêu hoài. Ông mình
gặp bà này mình cũng làm cái chuyện nó mắc cười thưa quý vị. Xong mà đứng im gu có làm nè, im gu luôn quý vị. Tự nhiên nãy thì thay tự nhiên mình la cái mà đứng im gu có làm nè. Xong người ta đi hết trơn rồi, xong cái nhà Đức nói có vậy lại đây. Nãy thì kêu thầy bây giờ đứng im gu. Xong bà bước lại còn thước nữa, bà làm nè. Bà nói cái gì nữa chàng, bà này sao có nhiều lễ quá, lễ gì mà nhiều dữ cái chàng. Thôi được rồi, xí xó lễ luôn, bà muốn cái gì. Xong bà lỡ bà làm nè. Tôi mệt bà quá. Sao? Có gì không? Thì lúc đó bà nói gặp thầy vui quá không nói nên lời. Chỉ có diễn để cho thầy hiểu được lòng con đó, tôi không hiểu. Bà làm tôi không hiểu được một cái gì luôn. Bà biết mấy ngày nay tôi đang bị ho không? Bà làm kiểu này bà biết tôi mệt lắm không? Thiệt không? Cái đó mà ngộ ghê. Nói chuyện qua lại thì ra bà nghe mình giảng pháp, bà giải tỏ được tâm tư bà. Mà hiện cái tướng vậy mà ở nhà lo tu lắm mấy vị ơi. Những Đức nói cô tu vừa vừa thôi. Những Đức nhìn cô là những Đức biết cô dũng mãnh tinh tấn lắm đúng không? Thì bà nói à thầy nhìn con đúng rồi đó, con dũng mãnh vô cùng. Nhìn Đức nói à bà dũng mãnh quá, bởi vì quần bà lủng mấy lỗ quá. Tại sao ơi, bữa nay bà đi đến đây làm chi? Bà nói ở chùa 7 ngày, vô đây ở 7 ngày để tu tập. Bà có đem đồ lam đồ theo không? Bà hỏi đồ lam là gì? Này, mới sáng sớm mà chưa thấy. Này bà mưa đó nghe. Chứ bữa mùng một là tôi đốt á. Mới bà bư cái kìa. Chuẩn bị sân si, chuẩn bị nổi lên. Thì tự nhiên những Đức nhớ mình phiên người ta hoài mình làm gì kỳ quá. Tại vì sân si nặng quá, xuống gì ra không được, cuối cùng mà ói là được quý vị. Không mà đúng là mình là ông thầy không bình thường quý vị ơi. Nhân vật đến với mình cũng lạ thường luôn. Quyết định ở chùa 7 ngày. Những Đức nói bà ở 7 ngày đúng không? Vậy thì bà cỡ đồ ra. Đó. Anh nói không được đâu thầy, chỗ này không được đâu. Tài con đúng là thiệt ghê thiệt. Mà không, ý nói câu này nhanh quá quên chấm phẩy quên phết. Nè, tự nhiên kêu bắt cỡ đồ ra bắt nói không được đâu. Nó nói ở đây không được bận đồ này. Cho bà mượn hai bộ bạn nghe, đồ lam đàng hoàng. Bạn vô, bà có áo chàng không? Áo chàng là gì? Vô chùa tu mà hỏi đồ lam là gì? Rồi nói áo chàng, hỏi áo chàng là gì? Tôi thấy bà không tầm thường rồi đó nha. Hiểu không? Bà không tầm thường rồi đó. Cứ hỏi bà gì bà lưng nè. Như vậy là sao vậy? Tôi nói chuyện với bà sao tôi mỏi cái miệng quá.
Nói chút sao tôi bị bẻ theo luôn rồi đó. À, bà đang ngồi đây bà cũng cười nãy giờ nè. Sao mà cũng lên được phía trên ngồi ghê ha. Đang ngồi đó. Xong những đứa cho mượn hai bộ đồ bạn. Nó bạn vô. Cái bà bước ra. Bà lỡ chỗ như đứa nữa. Nó gì nữa đây bà nói. Thầy nhìn coi đẹp không. Bà quay một vòng. Cho nó đẹp lắm. Thôi đi làm công quả đi. Hai bộ đồ với cái áo chàng tút là một phát bây giờ đang ngồi đây ngon lành. Thấy chưa? Quý vị thấy cái ngôi chùa mình mà tẩy á nghe. Nó tẩy tặng tâm. Đặc biệt mà tẩy được là ngay chỗ nào? Nụ cười. Nụ cười tới quý vị mà tẩy sạch. Thấy không? Đó. Bây giờ á cái buổi chia sẻ Phật pháp này là những đứa thấy là cũng là quá vui rồi đó quý vị. Thấy không? Mình đó là truyền tải niềm vui mà, truyền tải một cái nguồn năng lượng tích cực sống nhân sinh. Mỏ nhọn mà nói chuyện của này mỏ nhọn lắm. Tôi là người truyền tải cái cảm hứng. Truyền tải cái cảm hứng cho nhân sinh. Hiểu không? Khi coi đến cái là tự nhiên con người nó dạo dạt lên. Răng răng vậy đó. Ồ, cười lên cái cười. Ờ, nên cũng nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị. Đầu năm đầu tháng về chùa, rồi được dự cái đêm giao thừa. Chúc quý vị sống trong hoàn cảnh nào thì cũng vui. Giàu hay nghèo, đẹp xấu gì đó là phước duyên của mình tu tạo mà hình thành. Thì thôi chúng ta trong hoàn cảnh nào vui trong hoàn cảnh nấy là hay nhất. Khi vui, khi biết niệm Phật, mở tâm lượng lớn ra thì hiện đời này cũng có thể chuyển nghiệp, thay đổi số phận được tốt đẹp, an vui. Thấy không? Rồi dù có làm điều sai quấy gì, hư hỏng cái gì thì cũng tu học được, cũng sửa lỗi làm được. Người hư hỏng thì giống như là cơ thể bị dơ, dơ thì đi tắm thôi. Không, giờ thì đi tắm thôi là xong. Người hư hỏng thì như là một cái tấm gương bị bụi vậy đó, dính bụi thì lau thôi. Thấy không quý vị? Người hư hỏng thì giống như một khu rừng rậm rạp mà không ai dọn dẹp thì bây giờ mình dọn dẹp lại. Hiểu không? Khu rừng thì có nhiều loại rừng, thấy chỗ nào rậm rạp lu bu thì dọn dẹp đàng hoàng thì nó sẽ tốt đẹp thôi. Không nói gì là cái kiểu này là hay lắm quý vị, nó mở rộng hết luôn rồi còn cái gì. Nhưng Đức gặp mấy chú và Đức nói rằng tôi thấy bữa nay mấy chú lông lỗ tai rất là nhiều, coi đi cạo cho sạch sẽ. Thấy không? Lông mặt như khỉ, cạo sạch sẽ, mấy cô cũng vậy. Thấy không? Tết nhất cạo sạch sẽ, mình xấu thì xấu nhưng phải gọn ghẽ. Thấy chỗ nào rậm rạp không ổn thì dọn sạch sẽ. Nhà cửa bụi bặm rậm rạp thì dọn cho sạch sẽ. Thì cũng như một con người hư hỏng, không ai chăm sóc, không có đạo đức chăm sóc họ, thì bây giờ quý vị quay đầu tiếp nhận Phật pháp để cải tạo lại tốt đẹp. Đúng không quý vị? Nên từ nơi đó quý vị nghe vào pháp gì nó mới đặc sắc nè, xịn sò nè. Đây gọi là gì? Phật pháp gì quý vị không? Phật pháp thờ đại mơ, vượt thời đại quý vị. Nên ai nghe cũng thấy hấp dẫn, nghe thấy vui. Mà niềm vui là chất dinh dưỡng cao cấp nhất quý vị à, đúng không? Nên nhìn Đức khuyên quý vị trong mọi hoàn cảnh là câu hay nhất. Trong mọi hoàn cảnh nào quý vị cũng phải sống cho tốt, sống cho vui. Mà muốn sống tốt, sống vui thì phải làm sao? Niệm Phật. Niệm Phật. Nhớ nha quý vị, chúng
ta có thể bỏ nhau, nhưng mà A Di Đà không bỏ chúng ta. Chúng ta có nói yêu thương nhau cỡ nào, bao nhiêu lời mặn nồng vợ chồng nói với nhau, nhưng cũng sẽ bỏ nhau, đúng không? Thì đúng Phật A Di Đà không bỏ chúng ta. Chúng ta có đến với con mình, có thể bỏ mạng mình thì đến với nó, nhưng nó sẵn có thể bỏ mình. Nó có thể bỏ mình. Nếu như bị đến với Phật A Di Đà, Phật A Di Đà không bao giờ bỏ quý vị, không bao giờ bỏ quý vị, nhớ nghe. Nên trong mọi hoàn cảnh mà niệm Phật thì người này sẽ không khổ, đúng không? Bài chia sẻ một phát này nhiều ý nghĩa, đúng không quý vị? Coi câu kêu nói rằng thầy chia sẻ một pháp nên chậm lại. Những đức nói tôi mà chậm là mỏ tôi nhọn lắm. Mà để tôi vui đi. Quý vị thích những đức vui hay chậm quý vị? Vui đặc biệt hơn quý vị ơi. Cái cõi đời này nhiều thứ nặng nề, mà vô chùa còn gặp ông thầy. Bữa nay là 30 Tết, mình quy Phật tử về chùa, khi quý vị cố gắng niệm Phật. Cho quý bà ngồi dưới một chút mới làm nè. Ngắt ngay chứ. Thôi đi gì. Đúng quý vị. Quý vị thấy trên cái thùng Tam Bảo để cái dĩa gì quý vị? Cầu đủ xài thôi. Nên ai đến cái thùng Tam Bảo á mà có cúng dường thì nhìn thấy nghe, cầu đủ xài. Cái chữ đủ á là nó viên mãn lắm quý vị. Cái chữ dừa dính vô không đặc biệt bằng, nên những đức bỏ cái dừa thì đủ là viên mãn nhất nha. Cầu vậy biết an phận lắm quý vị. Thêm cái nữa là gì? Xài bao nhiêu thì cũng có, gọi là đủ, đúng không? Còn dừa là bị giới hạn lại. Dừa là bị giới hạn, nên đủ là dư đó quý vị. Yeah. Nên người ta để ba loại thôi: cầu, đủ, xài. Thì một cái cầu vô cùng quan trọng. Cầu sanh cực lạc. Và khi chúng ta cầu sanh cực lạc thì đặc biệt là chúng ta sẽ đặc biệt là phát được cái tâm. Cầu tâm rộng lớn. Mà khi cầu được cái tâm rộng lớn thì cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm ích kỷ nhỏ mọn tự biến mất. Mà những cái loại tâm hẹp hòi, ích kỷ nhỏ mọn mà biến mất thì quý vị sẽ luôn luôn là sống được bình an và vui vẻ, hạnh phúc. Nên thật sự thì người nghe đạo của chúng ta năm mới nghe pháp, cầu cái quan trọng nhất là cầu mở rộng tâm lượng. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không thì nói rằng là tâm lượng lớn thì phước báo lớn, tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Bây giờ con mình cũng vậy thôi. Mình dạy cho con mình tâm lượng lớn thì cái phước báo của cha mẹ để lại con mới nhận được. Còn nếu như cha mẹ không để của cải và lợi mà tâm lượng con phước lớn thì phước báo con cũng lớn, thì sự nghiệp con sẽ thành đạt lớn. Nên dạy cái quan trọng nhất là phải mở rộng tâm lượng lớn ra, càng lớn càng tốt. Khi tâm lượng mà mở rộng lớn rồi thì quý vị nhớ, chúng ta ít bao giờ buồn.
giống như một cái biển cả mênh mông, dù là một cái dòng sông nước đục chảy vào thì nước biển vẫn là trong. Thì con sông hỏi biển rằng: vì sao bao nhiêu dòng nước đục đổ vào bạn mà bạn vẫn duy trì được nước trong? Bạn có được cái bí quyết gì đặc biệt như vậy? Biển nói: tôi không có bí quyết gì cả, vì tôi quá rộng lớn. Hiểu không? Nên bao nhiêu người dù có nói mình cái gì hay là người ta không vừa lòng gì mình, nhưng chỉ cần tâm lượng mình bao dung thì mọi việc đều qua. Nhớ nha quý vị. Nên con người có tâm bao dung là tâm lượng lớn thì con người này vui nhiều lắm. Mình sống mình luôn là đi đâu mình cũng thấy vừa lòng vừa ý hết chứ. Và biết đặt mình vào người để thấy rằng mỗi người có cái khó. Giống như người học đạo của chúng ta, hiểu nhiều thì tiếp nhận Phật pháp nhiều, hiểu ít thì tiếp nhận Phật pháp ít, còn không hiểu thì khỏi tiếp nhận. Không hiểu mà, đúng không? À, cái này quan trọng. Cũng đông lắm quý vị. Nhìn quý vị sao quý vị thấy chàng thuốc ngoài kia kìa. Quý vị thấy tổ chức cái chương trình năm nay mà giờ nãy quý vị thấy phù hợp không? Những đức tổ chức cái chương trình giờ này, một số cô chú không bị người nhà cằn nhằn. Hiểu không? Tại vì chương trình chúng ta là trước 9 giờ xong. Thì quý vị nếu như ở đây tu thì cũng được sự chấp thuận của gia đình. Còn nếu như quý vị đi về thì quý vị cũng sẽ đón giao thừa tại nhà quý vị. Gia đình sum họp tại gia đình. Nên quý vị chỉ cần cái đêm giao thừa, nếu đủ duyên thì gia đình niệm Phật lễ Phật tại nhà đêm giao thừa. Đây là cái lọc thù thắng nhất. Đặc biệt, đúng không? Cúng ông bà cũng niệm Phật lễ Phật. Vì quý vị biết rằng ông bà cha mẹ chúng ta nhiều người mắt chưa siêu. Bây giờ cúng họ bằng cách nào? Niệm Phật lễ Phật để mà cầu nguyện cho họ được siêu thoát. Họ cảm ơn mình biết bao nhiêu mà nói với vị. Bây giờ chúng ta có đem mâm cao cổ đầy cúng cho họ, họ vẫn nói một câu rằng: con cháu ơi là con cháu, ông bà có ăn được miếng nào đâu mà mày cúng hoài vậy. Cái mà tao nhận được là cái việc tu nhân tích đức của mày hồi hướng cho tao. Và cái việc tao nhận lớn nhất đó là mày nghe lời thầy Đức dạy mày niệm Phật. Đúng không? Niệm vạn đức hồng danh để cầu an cho người thân, niệm vạn đức hồng danh để mà cầu siêu cho người thân, và cầu siêu cho những hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai. Đây là một việc đặc biệt. Quý vị phải nhớ rằng danh hiệu Đức Phật A Di Đà được mười phương chư Phật tán thán. Mà chúng ta tu pháp môn tịnh độ này là chúng ta lấy cái quả giác của Phật A Di Đà tu đã thành làm nhân tu cho mình. À, cũng như cái câu thế gian dễ nghe dễ hiểu nhất là của có cha mẹ tạo ra sẵn, chúng ta dùng của cha mẹ để làm vốn làm ăn, đúng là đặc biệt, quá đặc biệt. À, nên Phật A Di Đà bây giờ ngày tu thành tựu, cái phước duyên của ngài quá lớn, mà người chân thật niệm danh hiệu của ngài làm việc cho ngài thì quý vị nghĩ đi, của cải xài làm sao hết. Quý vị thấy xã hội bên ngoài bây giờ mùa Tết cảm thấy buồn, nếu như vài năm nữa cái đà này Tết sẽ không còn thấy là cái Tết. Cảm giác ngày Tết nó bị buồn và thê thảm hơn lúc bình thường. Vì lúc bình thường là ngày bình thường, nó không có gì phải nặng nề và lo quá. Nhưng mà đi đến ngày Tết thì lo quá nhiều. Từ nơi đó mà bận tâm và buồn khi không có điều kiện. Nhiều người bán hoa, bán không được, đem hoa đập bỏ,
không cho người ta. Quý vị thấy cái sự thiệt thòi khi không tiếp nhận Phật pháp chưa? Nếu như chúng ta là người tiếp nhận Phật pháp mà bán hoa bán được, đem hoa tặng cho người ta vì đặt mình vào người, không phải người ta không muốn mua mà vì người ta không có tiền để mua. Không có tiền để mua. Nên cái công của mình trồng ra những cái cây hoa này, thôi tặng cho họ đem về cúng ông bà đi. Có khi phước báo đó năm sau chúng ta bán hoa lại đắt. Ít ai hiểu được nguyên lý này quý vị. Cứ nghĩ rằng bây giờ mình bán họ không mua, đập bỏ cho hả hê cái tâm mình. Công bỏ ra mà bây giờ không lấy tiền được, thà đập bỏ ăn không được phá cho hôi. Cũng là cái tâm này. Nên những đức nói năm mới cầu cái gì quan trọng nhất? Cầu tâm lượng rộng lớn. Người cái tâm lượng rộng lớn thì chắc chắn rằng phước báo người này cực kỳ lớn. Càng ngày phước báo người này càng lớn, người này càng vui. Cái tâm thanh tịnh cũng ngay chỗ tâm lượng lớn. Vì tâm lượng lớn nên chúng ta đâu có đem những thứ này thứ kia nặng nề để vào tâm, thì tự nhiên tâm thanh tịnh thôi. Nên những đức nói với đại chúng, đem bánh đồ ha, nước ngọt, hạt dưa, hạt đậu, bắp gì đó, bài hai bên. Buổi chiều đến là được ăn lai rai. Tu tập xong ghé ăn thêm một chập nữa hãy về. Mấy cô coi bánh trái dưa hấu đem ra. Hồi chiều người ta chở luôn nguyên một cái xe dưa hấu 4 tấn. Dưa hấu trái to to, còn trái cây thôi tấp nập. Chở lại chia ra mấy điểm chùa. Nội bên kia giờ này mà 2 điểm chùa với thêm một cái ngôi chùa bên ngoài, rồi thêm một cái đạo tràng, gom lại hai bên hiện tại giờ này hơn 3.000 người bên. Đồ ăn thức uống không thiếu. Không thiếu chứ không nói thừa. Không thiếu là được rồi đúng quý vị. Cầu đủ xài. Đúng không? Đó. Nên quý vị về đây một miếng bánh, một miếng đồ ăn trong chùa đó là cái lọc chùa nghe. Hồi chiều gặp mấy cô đó, cô nói công nhận thầy ơi, thầy bữa nào rảnh ngồi kể cho thầy nghe cái vụ cây mai. Cây mai của thầy tặng. Mai đâu quá xịn sò. Bà kể bà nói nè, bà kể 100%. Khi mà cây mai chỗ bông thì bằng đêm bà ngủ, bà thấy có một người mà bận cái bộ đồ vàng đẹp dữ lắm, mà sáng dữ lắm, đứng ngay cây mai cười với bà. Cứ cười. Bà nói đúng cái câu gì nè: sống là phải cười, sống là phải vui vẻ, nghe chưa? Nói câu gì đó rồi tự nhiên cái biến mất, biến mất, biến mất. Quý vị biết ai không? Đó là thằng hoa mai. Có cái bà kia mình nói nha, thằng hộ pháp. Thì bà nói rằng: ủa sao thầy kêu người ta bằng thằng thầy? Cái danh từ đó là giống như thằng Linh, rồi thằng hộ trì, hộ pháp, là chư thằng, chứ không phải là kêu thằng này thằng kia nghe. Giải thích nghe cho rõ ràng, nghe không? Nên câu hỏi như Đức Nhân Đức nói, đó là thằng hoa mai. Vì nhớ rằng á, như chùa mình thằng hoa nhiều lắm. Vì sao? Vì hỏi sao thầy biết? Nhìn xung quanh chùa mình đi.
Nếu như thằng hoa không hoan hỷ vì sao chùa mình hoa chỗ bông đẹp gì? Nên chùa mình là điểm mà Phật Bồ Tát thường để ý tới. Nói câu này phải mở rộng chỗ này ra. Vì sao? Vì sao thầy nói chùa thầy là điểm mà Phật Bồ Tát thường để ý đến? Vì pháp môn Tịnh Độ mười phương chư Phật tán thán, mà nơi này lại là nơi niệm Phật. Nơi này lại là nơi niệm Phật, nên Phật Bồ Tát thường được chiêu cảm ngay cái nguyện mà để ý và phóng quang ở nơi này. Vì sao quý vị ngồi đây mà nhìn ai cũng đẹp? Đẹp lạ, đẹp lùng. Quá đẹp mà. Thí dụ như bây giờ á, người ta nói dù mũi cao, mắt hai mí hay là mặt sao đẹp gì. Còn cái này là mình nói rằng là mỗi một hình con người đều có một cái đẹp lạ lùng. Đội nón gì cũng đẹp, cắt tóc sao cũng đẹp, cạo đầu cũng đẹp, mà rụng răng cũng đẹp. Là vì sao? Vì Phật quang phổ chiếu. Quý vị được tắm mình trong quang minh quý vị, thấy không? Nên mỗi một con người nghe quý vị, trước mấy bữa như Đức chia sẻ Phật pháp thường nói câu, phải tích tụ nguồn năng lượng. Khi tích tụ nguồn năng lượng rồi thì tự nhiên Tết, mùng 1 Tết đâu, mình gặp ai mình cũng vui, mặt mình tươi rói. Thấy không? Bây giờ á, nhìn mình cái là người ta thấy mùi sừng. Đó. Nhìn mình cái là tự nhiên thấy người ta vui, người ta yên tâm. Đây, cái này nhìn đi. Ô, có bao lì xì này. Bao lì xì này có bỏ gì trong không biết nữa. Quá xịn sò luôn. Nhớ. Nhớ như vậy, tuy là một cái bao lì xì gì quý vị xài hoài không hết. Vì sao? Không có xài. Để cái bao lì xì này thầy Đức tặng lì xì bữa tối 30, để vào cái bóp, để vào cái giỏ, đi đâu cũng cầm theo. Đi đâu cũng cầm theo. Và nhớ câu này, tối 30 thầy dạy cầu vừa đủ, cầu đủ xài. Cầu đủ xài. Và cầu tâm lượng rộng lớn. Khi năm nay tâm lượng rộng lớn thì phước báo sẽ đến. Nhớ nghe quý vị. Những đứa cũng mong mà cả năm giờ mình tổ chức khóa tu hay bao nhiêu chương trình, dù có khi bệnh đau ho hen cũng cố gắng, thấy không? Nếu như có phước duyên công đức thì nguyện tất cả những món quà những đức tặng quý vị đều có một cái điều gì đó đặc biệt sẽ đến với mỗi một con người được tốt đẹp. Cũng như trong nhà Phật nói sự gia trì đó quý vị, mà sự gia trì đặc biệt nhất là khuyên quý vị mở rộng tâm lượng ra. Giàu nghèo đẹp xấu trong cuộc đời này đó là duyên phận của phước duyên của mỗi người. Nhưng cái đặc biệt của mỗi người chúng ta là mở rộng tâm lượng lớn, là một cách đặc biệt để hiện đời hội tụ phước duyên. Nhớ nghe quý vị. Mà khi quý vị hội tụ được cái phước duyên, tâm lượng rộng lớn hội tụ phước duyên,
thì sắc diện quý vị cũng càng ngày càng sáng và đẹp. Nhớ. Nên mỗi một người phải mở rộng tâm lượng rộng lớn ra. Đây là chỗ cực kỳ quan trọng của từ năm cũ bước qua năm mới đêm giao thừa. Quý vị nhớ nè, năm cũ nhiều việc mà không vừa lòng, không vừa ý. 1, 2, 3 cho qua, cho qua, hiểu không? Những điều không vừa lòng, không vừa ý, 1, 2, 3 cho qua, đúng không? Đây là cái quan trọng nha quý vị. Quý vị đi lại đây, cái này mới là cái giá trị. Đặc biệt giá trị là gì? 1, 2, 3 cho qua, đúng không? Nên cho nó qua đi. Khi vị dự ở đây chương trình 1 tiếng mấy, 2 tiếng nha, tự nhiên vị cảm giác trong lòng quý vị nó sẽ vui đặc biệt lắm, thấy không? Đừng có lo cho cái ngày mai, cái hôm nay này mới là cái quan trọng, giờ khắc này quan trọng. Cái giờ khắc này là cái giờ khắc buông xuống những điều không vừa lòng, không vừa ý. Thì cái giờ khắc tiếp tục sẽ là giờ khắc an vui hạnh phúc. Thấy không? Tối hôm nay chương trình xong rồi, ai ở lại để mà ăn Tết thì cứ ở. Muốn qua chùa bên kia thì qua, muốn ở đây thì ở. Tùy quý vị. Cứ ở đây ăn Tết 4-5 ngày mà ăn Tết ở đây thì quý vị sẽ thấy. Vui vẻ, hoan hỷ, phấn khởi, trong lòng thoải mái, tự tại. Ồ, bữa nay ở đây là ai mà chưa có quạt đâu, đưa tay coi thử quý vị. Ồ, cũng đông dữ ha. Ai chưa có cái quạt này đưa tay lên coi. Rồi chút tặng quý vị, mấy người chưa có tặng người cây nữa nghe. Nhớ quý vị cầm cái quạt này, có những dòng chữ trong đây cũng hay. Có những dòng chữ trong đây rất là hay. Thêm cái nữa là gì? Mỗi lần không vừa lòng, không vừa ý ai buồn phiền nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cho bay mất tiêu nghe quý vị. Nhớ nghe. Đây là cây quạt mà quạt tiêu trừ quán khí này nghe quý vị. Ừ. Đó. Quý vị cầm cái quạt này đâu cũng cầm theo nè, quạt nghe, quạt 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 nghe. Thấy chưa? Thêm nữa những dòng chữ trong đây nhắc quý vị, cái câu cực kỳ quan trọng luôn là: quý vị đang vui cũng niệm A Di Đà Phật. Mà quý vị đang buồn cũng niệm A Di Đà Phật. Nhớ nghe. Đây là quan trọng lắm á. Nên á, năm mới cầu gì là quan trọng nhất? Cầu tâm lượng mở rộng là quan trọng nhất. Hiểu không? Những chị em anh em nào mà không vui với nhau thì gặp nhau gặp nhau. Chắc nhiều người hỏi gặp nhau chi thầy. Không vừa lòng, không vừa bụng nhau, gặp nhau chi kỳ cục. Gặp nhau, chào nhau, bắt tay, giải quà, đúng không? Vậy thôi. Chứ ai đâu, đâu ai đâu kêu quýnh lộn đâu. Và sáng mai ở đây mình vẫn là công phu một thờ, lúc 4 giờ rưỡi mới thức chúc. Và lễ Phật đúng một thờ lễ Phật sáng 1 tết. Lễ Phật 45 phút. Và thờ khóa 8 giờ rưỡi được nghỉ. Thờ khóa 8 rưỡi nghỉ mùng 1 tết. Rồi bắt đầu chiều vô thờ khóa tu bình thường luôn.
không còn nghỉ một thờ nào hết. Mà từ đây cho tới mùng 6 là chúng ta thờ khóa tu chỉ có lễ Phật 45 phút. Và mỗi ngày ở đây đều phóng sanh, bắt đầu từ ngày mai mùng 1 Tết. Giờ tu nào xong cũng ra phóng sanh. Phóng sanh xong buổi chiều thì chúng ta cúng đĩa thực. Như Đức nói với người trong chùa, Tết nhất thôi cúng đĩa thực xịn sò một chút. Thấy không? Cúng đĩa thực xịn sò một chút để đãi chư hương linh. Đó. Giống như vị về đây cũng đãi vì nhiệt tình. Một chút ga nghe. Mấy cô cắt dưa hấu. Người ăn miếng dưa hấu. Hấu ngon. Vậy. Dưa hấu người ta cúng dường mà cháy đâu mà to to. Trái bự quá chèn luôn. Thấy không? Cắt ra. Rồi đưa cho mỗi cô, mỗi chú người miếng. Rồi tu xong rồi mình ngồi ngoài sân đó mình ăn, mình vui chơi một chút cái gì. Hoặc đi vòng vòng xung quanh chùa, cầm dưa hấu đồ ăn. Hiểu không? Rồi vô lấy bánh. Hạt dưa đồ cầm cắn lai rai chứ. Hiểu không? Đó. Quý vị về chùa có gì ăn hết đi. Cái gì đem ra là ăn hết trơn đi quý vị. Nhà Đức nói với mấy cô là 4 tấn dưa hấu người ta mới cúng. Đem 4 tấn ra hết. Cắt sạch. Mấy người ở đây ai cũng phải ăn. Thấy không? Dưa hấu vậy khác. Ngon lắm mấy vị. Thấy không? Đó nên mỗi người xong rồi ra dùng miếng dưa hấu. Một chút chắc là niệm địa chung 20 phút chứ không lễ Phật được. Chứ sao lễ đây? Đúng không? Quá chặt. Ngoài kia thì còn hơi rộng. Nhưng mà trong đây không lễ được sao ngoài kia lễ? Mà phải dọn lại hết nữa khó lắm. Thấy không? Thôi niệm địa chung 20 phút để cho ngồi đồ nó cũng đỡ đổ mồ hôi. Chứ bắt quỳ lên quỳ xuống Tết nhất mà ha. Con ta chút còn về. Tối hôm nay có ai ở lại đây quý vị đưa tay coi. À, là ở lại đây tối đêm nay. À, ở hết luôn mùa Tết luôn. À cũng đông thiệt nha. Ừ. Cứ ở lại đi quý vị. Nhưng đứa tưởng đâu là quý vị đây đi về hết chứ. Không mà ở lại được là hay lắm đó quý vị ơi. Những đứa cũng kinh ngạc là quý vị Tết nhất mà quý vị sắp xếp được vô chùa ở. Hay thiệt. Thấy không? Đây là những người phước duyên lớn lắm mà ở được trong chùa luôn. Còn những người muốn ở mà có khi mà ở không được. Một là vợ muốn ở mà chồng không đồng ý thì sao? Hoặc là chồng muốn ở mà vợ không đồng ý thì sao? Bây giờ Tết nhất mà mình vì một cái chuyện vô chùa mà gia đình rề rạ nhau thì không nên. Mà quý vị vô đây mà ở mà đồng vợ đồng chồng, mọi người đều chấp nhận. Điều này là cái điều mà quý vị là người có phước duyên dữ lắm mới được. Hiểu không? Tết nhất á, quý vị nhớ lời như Đức hướng dẫn nghe. Là ai có nói gì, ai thua bài hay gì gì kênh với mình, ai biết được có khi á, quý vị không quýnh bài mà có những người thân gia đình quýnh bài. Quýnh ăn thì về cừ, nhưng quýnh thua về nó kênh với mình. Hoặc là về nó kêu nè đưa tiền tao. Tiền đâu đưa? Mày còn chút đỉnh mày đưa cho tao đại tao đi gỡ. Nãy giờ tao thua hết trơn, mày đưa tao một chút xíu tao đi gỡ. Không có tiền. Không mày đưa cho tao đi. Đưa cho tao. Mày muốn một Tết mày muốn tao mở hàng không? Lúc nay cho mở hàng, cho mở hàng tôi sẵn sàng. Đúng không? Đúng không? Thôi quý vị ơi, nếu mà có chút đỉnh tiền thì thôi, nó cứ nài nỉ, nó kênh mình, nó muốn quýnh mình mà thôi. Thôi nè ăn đi. Đi đi làm gì đi làm đi. Hiểu chưa? Thôi Tết nhất quý vị ơi. Chứ bây giờ
la lối sùm nên làm cái gì? Có những người cũng gặp trường hợp vậy đó quý vị. Có không? Đó. Dù là làm ăn không được nhiều nhưng mà lạ thay Tết nhất là phải xài. Qua Tết thì tiếc. Nên những Đức nói quý vị ăn Tết ở trong chùa không tốn một cách. Đúng không? Mà trái cây bánh trái ăn chay ngon lành. Sáng tu xong một thờ đi vòng vòng ôi chùa gì đâu mà bông giấy nó đẹp, đừng có nói. Quá đẹp luôn mà. Đó. Chim trong chùa hót, chim nhân sinh. Còn chim ở nhà không phải chim nhân sinh. Tại vì sao? Chim mới bị nhà bị nhốt trong lòng. Không, không có nhiều nhà nuôi chim mà nhốt trong lòng. Đó. Còn đây là chim người ta thả bay tứ tung lăng tăng. Nên quý vị biết vì sao mà chim này hót hay không? Vì chim nhân sinh. Chim ở đây là chim vui. Chim vui thì nó hát hay. Còn quý vị ở nhà là chim buồn. Chim buồn hót không nổi. Anh ta ở đây chim vui nè, sáng là bắt đầu là anh ta nè. Sáng là hót sao ta? Chim. Người ta nói sao? Vui quá. Chim. Được không? Còn chim ở nhà thì sao? Chim. Giống như đau lòng quý vị. Nên á, vô chùa là nhiều thứ nhân sinh lắm. Nhiều thứ nhân sinh lắm quý vị. Nhớ nghe. Thức ăn nhân sinh. Rồi á, hoa nhân sinh. Chim nhân sinh. Thêm cái nữa là sáng mùng 1 ta đến đông lắm. Năm nay chắc chắn quý vị, chùa mình Phật tử hành hương này kia đủ lên đến rất là đông. Đúng không? Mình đem quạt ra, đem bao lì xì ra với những Đức bố trí cho quý chú múa lăng đồ, làm cho người ta vui á. Cái đến chùa, một chùa mình cái là thấy ấn tượng đẹp. Đó. Cái này là cái quan trọng. Bởi vì cầm quạt bị tặng người ta. Cầm cái quạt quạt, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, thấy không? Quạt cho người ta, tặng cái quạt. Một cái quạt này cũng là một cái quạt truyền tải tịnh độ. Truyền tải tịnh độ quý vị, thấy không? Quý vị thấy nhận Đức á, khi mà viết những dòng chữ nó dễ đọc nghe quý vị, dễ hiểu. Tại vì sao? Vì mình không biết viết văn. Nên văn của mình viết là văn hay lúa. Hai là cân bằng, lúa là đầy đủ. Đó, được chưa? Nên văn của tôi viết gom lại là gì? Cân bằng đầy đủ. Được không? Nên có cái cô kia, cô nói rằng từ khi mà con nghe pháp của thầy thì con mới đẻ được thêm thằng trai. Bà nói rằng là đẻ đứa con gái 4 năm chờ hai chồng kiếm thằng con trai kiếm không ra. Vậy mà bà nghe pháp những Đức giảng thì bà sinh được thằng trai. Từ đó về sau chồng bà tin vào pháp. Nên những Đức nói rằng á, văn của mình là văn hai lúa, pháp mình giảng là pháp hai lúa, mà chữ hai là cân bằng. Chứ sao? Hai là cân bằng. Thấy không? Lúa là đầy đủ. Chứ sao quý vị? Nên bài pháp của mình giảng á, hay là văn mình viết là văn mà cân bằng đầy đủ. Thấy không? Đó. Vì thấy một cái quạt thôi mà như Đức tính thì nhìn đi, thấy không? Bên đây là hiếu cha mẹ, nó là đạo Phật là đạo hiếu. Bên đây là đạo thầy trò, phải không? Đó. Hai bên thôi, những Đức đã tính ra hai cái đoạn văn viết á. Vì để ý, đọc rồi sẽ biết liền. Đó.
Nên từ nơi đó quý vị à, mình đi về chùa mình phải cần nghe giáo dục gì nè. Nói mà cái việc những đức nói vị cầu cái gì quan trọng nhất, cái câu này cực kỳ quan trọng, cầu tâm lượng phải mở rộng ra. Không đó, mình mong rằng ví dụ như cái quạt mình quạt nhẹ vậy thôi, cái quạt nhẹ vậy thôi, nhưng mà chúng sanh ai cũng mát. Tâm mình cứ nghĩ vậy đi quý vị, tại sao mình không nghĩ gì người ta? Bây giờ ví dụ như mình quạt mình gì thôi, đúng không? Nhưng mà mình mát cái thân mà tâm mình chưa đạt, còn mình nghĩ mình quạt cho người ta. Không quạt. Từ đó đó mà mình mong người ta được mát nha quý vị. Nên những đứa quạt gì cái những đứa mong á, những cái quán khí trong tâm mỗi người chúng ta bay. Đúng không? Nên quý vị nhớ nghe, quý vị mà cười là quán khí bay á. Quý vị coi những đứa cũng đang ho hen nè, nhưng mà quý vị thấy cái trạng thái những đứa, quý vị thấy ổn không? Quá ổn chứ. Đúng không? Có thể tu học mà sống với bệnh đau mà không buồn, điều này quý vị mới thấy Phật pháp đặc biệt. Nên năm mới sắp đến, nguyện cầu tất cả những người bị ung thư, bệnh này bệnh kia, không có thuốc trị, nghèo, thất nghiệp, khổ te tua, bị vợ bỏ chồng bỏ, thất tình, mong quý vị không còn buồn nữa. Tại vì sao? Vì buồn thì cũng phải sống, đúng quý vị? Mà buồn thì cũng phải sống, mà đi sống buồn, mà sống buồn có lợi ích không? Bệnh đau rồi bác sĩ chạy rồi, bây giờ buồn thì bác sĩ có chạy lợi không? Bác sĩ cũng chạy mất tiêu. Mà chúng ta vui vẻ để sống với bệnh thì đây là một cái pháp dạy mình vô cùng tuyệt vời. Còn có cơ hội nữa quý vị ơi. Đúng không? Vì thấy tiếng như Đức khao khao mà lên giảng, vì thấy tiếng như Đức khỏe không? Khỏe. Đúng không? Chúng ta cười cái quý vị ơi. Chúng ta phải vui vẻ nha quý vị. Đời này phải quyết chí về cực lạc quý vị à. Ở đây ai còn buồn phiền, ai để trong tâm không, đưa tay lên coi. Thì bà chuẩn bị đưa tay. Chúc mừng những người ngồi đây không buồn phiền, ai để trong tâm nghe. Và nên đem cái chuyện buồn phiền người khác để trong tâm đem ra, càng sớm thì càng tốt, để lâu là chúng độc không có thuốc giải. Nhớ nghe, chúng độc á, giỡn đâu. Nên một chút á, mấy cô mình á, coi nãy giờ làm việc vậy đó, về coi có đổ mồ hôi gì không, về thay đồ đi, rồi đặng lì xì cho người ta. Mấy cô mình á, tất cả mấy cô đi lì xì, giống như là những đức có hai cái tay thôi. Nên bây giờ thôi, những đức nói gì cái là mấy cô đem đưa là cũng như tay những đức đưa mấy cô, đúng quý vị? Giờ bắt những đức đi vòng vòng, hoặc là nguyên cái số lượng này mà đi là mất thời gian lắm. Chúng ta chỉ cần có cái tâm vậy là được rồi. Nên mấy cô về coi thay đổi simi, tròn cái khăn màu vàng vô, vì biết bữa nay những đức mới mai cái y mới luôn quý vị, mai y mới xịn sò luôn, giải gít luôn, thui luôn, thấy không nay cái y này chút mà tôi đi ngang tôi quơ quơ ké, hiểu chưa? Nên đó mới mà. Mà biết sao mà bạn cái màu vàng này, vàng dữ dằn gì không? Vàng chi biết không?
Ai mà không thích vàng? Thấy không? Mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật còn nói là giảng sanh thì cực lạc là thân sắc vàng rộng. Nên từ nơi đó mình bạn nguyên cái y màu vàng. Mình mong rằng tất cả những người nghe đạo niệm Phật mỗi năm phước báo càng lớn, vàng càng nhiều. Quý vị, phước báo càng lớn, vàng càng nhiều. Trên bữa nay những đức đắp nguyên cái y hậu vàng hết luôn, mang đâu giới vàng luôn. Bộ đồ vàng luôn. Được rồi đó. Thấy chưa? Thấy không? Từ đó đó mà. Nghe vậy vì thấy vui không quý vị? Này gọi là gì quý vị không? Truyền tải năng lượng tích cực. Đúng không? Truyền tải năng lượng tích cực. Nên chúng ta đi lại đây gì, rồi xong một chút niệm Phật nè. Mỗi một con người tuy là cái điều niệm Phật có 20 phút thôi, nhưng mà thành tâm thành ý bằng cả cái tấm lòng của mình niệm, chân thật mà niệm. Ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta bây giờ chưa siêu thoát á, còn nhiều nữa. Bây giờ phải nương vào vạn đức hồng danh của toàn thể đại chúng này niệm Phật. Trong tâm niệm Phật đó, thành tâm thành ý, đều có một cái tâm niệm Phật cầu an cho tất cả những còn người còn sống trên cái quả địa cầu này. Cái tâm đó đó được bình an. Tất cả những việc gì rủi ro đến với họ, nguyện cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho họ vượt qua càng sớm càng tốt. Nó có một cái phép màu gì kỳ diệu để giúp cho họ được vượt qua những cái khổ đau tai nạn. Còn nguyện đem cái công đức này hồi hướng cầu siêu cho thân bằng quyến thuộc chúng ta và hương linh thai nhi và những người chết chưa được siêu thoát. Thành tâm thành ý mang một cái tâm đó để mà niệm Phật. Cái tâm đó nghe quý vị, người ta cảm ơn quý vị dữ lắm, cảm ơn lắm. Ông bà tổ tiên của mình mừng lắm, cảm ơn lắm. Rồi những ngày Tết nè, sắp xếp được thì đi đến đây cộng tu. Bữa nay 30 ngày mùng 2 là chúng ta cộng tu đầu năm nữa rồi. Đồng lắm á, không phải giỡn đâu nghe. Ừ, mùng 2 cộng tu đầu năm ở chùa Hộ Pháp. Mùng 5 cộng tu đầu năm bên Đạo Tràng Ba. Mùng 6 cộng tu ở bên Hộ Pháp. Mùng 8 cộng tu ở bên Đạo Tràng Ba. Mùng 9 là ngày mừng thọ, cũng là ngày cộng tu chủ nhật. Nên ai có ông bà cha mẹ hay những người già, người ta không có cơ hội được mừng thọ, hãy đưa họ đi đến đây để dự một cái lễ hội mừng thọ tập thể. Đây gọi là hội chúng, đại chúng. Cái này mới là mừng thọ. Vì không giết một con gà thì đây mới là mừng thọ đúng. Còn mừng thọ mà còn giết gà, giết vịt, giết chó, giết mèo để ăn thịt, cái này có phải mừng thọ không quý vị? Vì nhớ nè, người ta là nhờ ăn chay bóng xanh và tuổi thọ kéo dài. Bẻ qua đây cho sao mệt kìa. Lâu lâu nhớ qua đây, tôi quay qua đây qua. Thấy không? Ăn chay phóng sanh tuổi thọ mới kéo dài. Bây giờ ngay cái ngày mừng thọ người ta mà đi sát sanh mà mừng thọ. Sát sanh là tổn thọ. Nên chùa của mình ngay ngày mùng 9 mừng thọ còn phóng sanh nữa, niệm Phật. Thì những người già bị dẫn đến từ 70 tuổi đổ lên. Còn những người mà chưa được 70 thì cũng được mừng thọ nữa.
những người trẻ cũng được mừng thọ luôn. Thì cầu mong quý vị được thọ. Còn những người từ 70 thì chúng ta đưa họ vào chánh điện chính cho họ ngồi. Những người chưa được 70 tuổi còn trẻ thì ngồi chánh điện bên ngoài. Chứ sao? Đó cũng là mừng thọ, mừng quý vị hết. Tại quý vị đi đến đây còn trẻ, đi đến đây để chúc mừng những người tuổi thọ. Mà kính lão thì đắc thọ, mừng thọ cho người ta thì mình thọ chứ làm sao? Đúng quý vị? Mà cái thọ đặc biệt nhất trong cuộc đời chúng ta là thọ duyên, thọ phước, thọ tính tâm, thọ niệm Phật, thọ cầu sanh cực lạc. Chữ thọ là già dặn, tính nguyện niệm Phật già dặn là thọ. Còn chúng ta lúc nào đi hoặc rước là đi liền, tuổi bao nhiêu cũng đi. Nên những đức nói rằng mình tổ chức mừng thọ là một cái chương trình mà gọi là phương tiện để cho những người già được đi đến đây, được đi đến chùa. Và bữa đó có ca sĩ đồ hát cho những người già ngay ngày mừng thọ nữa. Cái này quan trọng lắm. Nên quý vị coi những người già nào chồm sớm đi được thì dẫn họ đi, mướn xe chở họ đi. Dịp Tết vì chở họ đi, tội nghiệp họ mấy người già. Lỡ đây những đức tặng họ mỗi người cái khăn, khăn tròn cổ, rồi xong viết cái máy niệm Phật, vậy là cũng ngon rồi. Quý vị ở quên mình phải chừa mấy bao lì xì này nữa. Lì xì mỗi người 2,000. Có lì xì đó quý vị. Lọc mà quý vị. Thấy không? Quý vị bữa nay là thằng cầm cái tấm này thôi nghe. Bữa nay mà thiếu là không được á. Thiếu là không được đó nghe. Giờ mà chuẩn bị 15 tấm thiệp. Ha. À. 15 tấm. Ý ơi, 15 ngàn quên nó lột. 15 ngàn chứ quên nó lột. 15 ngàn thì làm sao thiếu? 15 ngàn mà thiếu không biết sao luôn. 15 ngàn không thiếu đâu quý vị ơi, sao thiếu được. Thấy không? Chắc chắn là mỗi người sẽ được một cái tờ lì xì xịn sò. Cái tờ lì xì bên đây nè ha. Cái mặt đầu là chùa Hộ Pháp. Chúc mừng năm mới ngay để nghe cái chùa Hộ Pháp luôn. Rồi thêm cái dòng chữ là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Đúng không? Hai câu quan trọng, đúng không? Dạy quá. Đọc cho bị nghe. Lật qua. A Di Đà Phật, chúc mừng năm mới. Năm mới thành tựu mới. Năm mới hiện trạng mới. Không làm việc ác, tuổi tuổi y bình án. Siêng làm việc lành, năm năm như ý. Thấy chưa? Đó. Điều thiện tối thượng nhất là niệm một câu vạn đức hồng danh A Di Đà Phật. Công đức niệm Phật có thể hóa giải tai nạn, tiến đến hòa bình an định. Ngàn vạn lần phải biết trân quý cái sinh mạng có trong đời này, nắm lấy cơ duyên ngay trước mắt, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Đây chính là thành tựu viên mãn, đem công đức này hồi hướng cầu cho thế giới hòa bình, nhân loại được hạnh phúc mỹ mãn. Kính chúc tất cả quý Phật tử năm mới an vui. A Di Đà Phật.
Hay á quý vị. Đó, bao lì xì thôi mà chiên tải tịnh độ nữa đi chưa. Bao lì xì này nghe, để trong cái bóp nghe không, để thẳng rang vậy luôn, thẳng rang vậy luôn nghe chưa. Không nó chút nghe thôi này. Được không? Ok vị ơi, làm sao không biết mà làm cho ta cười là được rồi. Nhưng Đức tin chắc 100% giờ này đang có những người đang ngồi một mình cười một mình. Quý vị là người không phải cô đơn. Vì sao? Vì có tôi bên cạnh. Chắc họ đang ngồi họ vui đó quý vị. Nghe không? Ôi giờ này mà nhờ có thầy con cười gì nè thầy ơi. Tết nay em có tiền nhiêu chứ thầy. Nhờ thầy giảng mà vui, nãy giờ ngồi cười quá trời thầy ơi. Chồng con đi nhậu ơi. Chỉ có thầy là chung thủy nhất. Nghe không? Thầy đi thầy nói chuyện với con kìa thầy ơi. Hồi nãy giờ con cười dữ lắm, con cười đà nước bớt luôn thầy ơi. Không, có những con người sống trong cuộc đời này lạ lắm quý vị. Có khi cười cũng cười ranh nước mắt. À, ngộ ha. Cười cũng cười ranh nước mắt. Mà buồn cũng buồn ranh nước mắt. Trong cái cõi đời này lạ thay, cười cũng khóc mà buồn cũng khóc. Có những người khổ cả đời, khi được hạnh phúc thì khóc. Vì sao khóc? Vì sao khóc? Vì bây giờ được hạnh phúc như vậy, nhớ lại những lúc trước nó khổ đau gì đâu mà không tưởng tượng được. Ai ngờ được bây giờ được hạnh phúc như vậy. Chúc vị an lạc vị ơi. Chúng ta quyết tâm niệm Phật đời này về cực lạc vị à. Phật A Di Đà đang phóng quang soi gọi vị đó vị ơi. Ai cũng cảm thấy mát mẻ và vui vẻ nghe. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện này quý vị. Thành tâm thành ý đọc theo này nghe. Từ người còn sống tới người đã mất, hương linh thai nhi và tất cả cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ chúng ta chết chưa siêu thoát, thành tâm thành ý đọc theo 48 lời đại nguyện. Hay đọc ra 12 lời đại nguyện của nó lộn. Đọc 12 lời đại nguyện. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài
cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ, kính lại Phật Di Đà. Còn nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chống viên thành toàn giác. Chúng ta phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, một câu Phật hiệu chân thật niệm, quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.